làm nha. Đầu tiên khi mà mình sơn, mấy anh chị sơn 80% cho em xong hai bên đó, cô xem làm được cái gì là mình sẽ làm á. Mấy anh chị có thời gian, ước gì được thời gian thôi, sơn nó thật đều nè ha, kéo lại 2-3 lần sóng dặm ngay cái chỗ đường nối nè. Không, mình xem cái đường nối của mình á là nó bao nhiêu, nó bị lõm là bao nhiêu nha. Mấy anh chị cho cái lượng keo tương ứng, và khi đưa vô rồi mấy anh chị giữ 3 giây giùm em. Lý do tại vì khi mà mình giữ như vậy á là cái chỗ keo nhiều là sẽ thấm nhiều mấy anh chị đó. Và cái cách khi mà mình làm giống vậy á, mấy anh chị để ý trên trên cái Facebook hay YouTube đi, xưa giờ là Christine đều làm như vậy hết và áp dụng rất là thành công cho rất là nhiều anh chị nha. Hầu như ai làm cũng được hết, theo cái line mà làm đúng bước thôi là mấy anh chị làm ra liền. Rồi ngón này cũng vậy, sơn 80%. Xong anh chị giảm ngay cái chỗ mà đường nối giữa móng thiệt móng giả giùm em nè. Xong quét lại cái phần này ha, giảm lại. Rồi mấy anh chị nhúng vô hũ bột giùm em. Cái này là Christine đang thực hiện thao tác rất là chậm để chia sẻ cho mấy anh chị nha. Rồi mình không có đi nhanh nên thành ra là không phải là để Christine là không có chạy thơn. Mình lên đây là để chia sẻ các bước làm cho mấy anh chị. Rồi xong sơn lại, lên đây không. Xong khi mà anh chị quen cái bước này làm đúng rồi, tự nhiên mấy anh chị làm lẹ lắm. Sơn 80% nè ha, 80% sơn cho nó thật đều ha, móng ngắn nè. Xong mấy anh chị dặm ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt móng giả ha. Lúc mà Christine nghiên cứu ra cái cách này là chưa có ai làm cái làm mất cái đường nối mà nó giống vậy đâu mấy anh chị. Rồi bên này cũng vậy, dặm ngay chỗ đường nối nè mấy anh chị ha. Giữ 3 giây để thấm đủ bột mình cần. Ok, next one. Giảm ngay nè, chỗ này nè ha. Cái này khi mà anh chị giảm cái keo này, anh chị nên đi từng ngón thôi. Tại biết sao không, nếu mà mình đi nhiều ngón á, đôi lúc cái keo của mình á, khi mà mình dặm ngay cái chỗ đó nhiều, tất nhiên keo chỗ đó nó nhiều quá mấy anh chị, thì nó sẽ bị chạy ra chỗ khác đúng không, sẽ chạy ra chỗ khác ha. Nên là ra là Christine dặm ngón nào, khi mà nếu mà mình làm mất cái đường nối, ngón nào là Christine nên đi ha, nên đi từng ngón. Tại vì cái phần này cũng rất là quan trọng, khi mà lát nữa đi qua tới phần màu á, mấy anh chị sẽ đi rất là nhanh, tại vì cái đường nối nó đã bị mất rồi, nó đã được ta làm mất rồi đó. Trong trường hợp nếu mà nó gồ ghề quá thì mấy anh chị làm xong á mà lỡ nó không có điều á, mấy anh chị nên cho activator số 3 lên, xong mấy anh chị dụ lại xong mới đi màu. Đó, quét cho nó đều, dặm ngay chỗ đường nối nè. Và khi mà mấy anh chị mới làm á, nếu mà anh chị làm không có đúng bước á, bỏ bước á, là cái tình trạng nứt á nó xảy ra, nó sẽ thường xuyên nha. Cái đó là em chia sẻ thật luôn, phải làm đúng bước nha mấy anh chị, làm đúng bước làm đủ á là nó sẽ không sao. Tại vì cái tình trạng mà nứt cái phần bột của mình á, tất cả các bột đều bị hết á nếu mà làm không có đúng bước ha. Tại cái đó là tại vì khi mà mình nhúng cái phần bột nào vô á, mấy anh chị biết không, nó giống như là đang nhúng kích mình thôi, kích mình nào nó mịn á là nó sẽ đụng vô cái phần bột của mình thôi. Nè, xong hết ha, mình phụ cho nó sạch. Giờ mình đi qua cái phần màu nha mấy anh chị. Đó, để hạn chế là nó bị nứt á, mình sẽ đi từng bước một như vậy nè, đối với tất cả các bột luôn mấy anh chị. Đó, sơn 98% ha. Đó, sơn cho mặt móng của mình nó đều ha. Rồi xong á, mấy anh chị nhúng vô cái hũ bột của mình ha, màu nó lên rất là đẹp. Tại cái màu nhạt thì dip lên là nó sẽ nhạt hơn nữa nha. Cái này là dip màu natural thôi. Sơn lại cho nó thật đều nữa ha. Xong bắt đầu mình nhúng, mới nhúng vô ít nhất mình sơn 2-3 lần để tránh trường hợp chỗ có chỗ không á mấy anh chị. Trong này nếu mà anh chị nào đi nhanh là mình có thể là sơn vài ngón xong mình nhúng một lần. Mà sơn á là tuyệt đối là hai bên hông á, đừng có cho nó dày quá, tại vì cái chỗ nào dày á tự động là lấy bột nhiều mấy anh chị, thì thành ra là bột nhiều bột dày thì cái màu của mình nó sẽ khác chỗ dày chỗ mỏng, tức là chỗ đậm chỗ nhạt á. Nên tới khi mà dip á, sơn đều là cái màu của mình nó sẽ đều nha mấy anh chị ha, sơn đều là màu sẽ đều. Còn mất xếp là do mình cũng sơn dày chỗ dày chỗ mỏng á, là chỗ dày thì nó chỗ sơn nhiều keo thì nó sẽ lấy được bột nhiều, thành ra là nó sẽ dày và cái màu của nó sẽ khác.
ở bên này. Mấy anh chị ơi share giúp em nha. Rồi qua bên này. Đó, anh chị nào mà làm tay chân nước á, mà chuẩn bị qua cái dip á, mấy anh chị xem cái line này, đôi lúc nó hỗ trợ được cho mình nhiều lắm. Tường dáng móng là mình lấy trang 10 đồng hay sao á, tôi xem cũng biết nữa, tùy xếp hay sao á. Mình sơn vừa tới cái cổ đây nha, không có leo lên cái phần da. Và lưu ý là hai bên không cho nó dài ha, tại vì dày quá là nó mất xếp của mình. Kéo đi kéo lại cho nó đều cái phần của mình nè, phần keo của mình. Cái cọ này xài đã lắm mấy anh chị, thử xài cái bộ này nha. Với lại thì mấy anh chị mà mới làm á, lâu lâu quay lại mà nó có một hai ngón đứt á là bình thường nha mấy anh chị, tại vì cái này là nó giống như cái kiến vậy đó. Đó là một cái mảng kiến thôi. Khi mà giống như đụng đôi lúc có khách xài máy computer hay là đụng vô một cái gì đó là nó bị nứt là bình thường ha. Đó, phủ sạch trước khi đi cái màu khác, lớp khác. Để cho nó đôi lúc mấy anh chị xài ít hay lâu lâu làm một lần á, cái cọ của mình nó không có vô, tức là nó không có mang theo cái bột mà nó đưa lại vô trong cái chai của mình, thì mình sẽ last long và xài được lâu hơn, tại vì để vô á bột nó sẽ bị nở mấy anh chị, nó làm cho keo của mình nó bị đặc đi. Nè, giữ cái này mình đi hai lớp thôi, tại vì cái màu này nó nhạt mà ha, mình có muốn trừ phi là cái móng dài lắm mình mới đi ba nước, còn cái móng ngắn mà mấy anh chị mình đi ba nước thì nó dày lắm. Không, cái này là sơn sơn rất là mỏng luôn rồi đó. Đó, quét cho nó đều và không cho cái phần đầu móng là cái bột nó nhiều, có keo nó nhiều nha. Bột trong cái phần đầu móng nó nhiều quá, mấy anh chị sẽ thấy chỗ này nó bị đùng quá mấy anh chị. Nên ra tới khi mà mình sơn, mình dip á là mình không bọc đầu móng nha. Và khi mà mình kéo, lưu ý là kéo ra khỏi tới phần đầu móng luôn, chứ không kéo tới chỗ này xong hả, chỗ này giống vậy nè. Đó, thành ra cái chỗ đầu móng đây keo nó nhiều. Khi mà dip lên á, cái đầu móng nó sẽ bị đùng. Đó, kéo ra luôn, kéo hẳn ra luôn, không cần bọc đầu móng. Đó, giữ vô bà dày. Đó, màu rất là đều nha. Cái màu này mấy anh chị biết sao là khi mà mình dip lên màu nó đẹp không? Tại vì á, cái màu mà thêm clear nhiều á, mấy anh chị dip lên mấy màu này đâu thấy đâu, không có lên màu đâu. Còn cái màu này thuộc về cái tông mà nó vẫn còn là không phải là đậm lắm, nhưng mà mấy anh chị dip lên thấy cái màu hai lớp không? Và nó rất là đẹp, và đặc biệt nữa là cái sơn rất là mỏng. Đó, tại vì á, mỗi cái collection nó khác nhau. Trong cái phần này á, trong cái collection này á, là sen là tập trung tới 60% để mà mình ra cái dip lên màu. Nên cái pigment của mình nó sẽ nhiều hơn một clear ha. Còn anh chị nào mà chuyên đắp, mấy anh chị cho thêm clear vô giùm em, nếu mà cái màu đó cần mấy anh chị mà chuyên về đắp. Còn á, không á, mấy anh chị chờ lâu chút xíu là bột của mình nó together lại với nhau à. Hình như bên đây cái giọng của mình nó hơi sao sao không? Cái này làm như ba màu là hai lớp là xong nha, tại vì móng mỏng mà nó ngắn nữa ha, này màu rất là đẹp và rất là tự nhiên nè mấy anh chị. Rồi trong trường hợp
mấy anh chị mà mình mới làm, tất nhiên kinh nghiệm mình trong cái phần này là mình không có, nên ra đôi lúc mình làm nó hay bị chịu bị đứt, đúng không? Mấy anh chị cứ làm theo em. Nếu mà cái độ dày mà mấy anh chị còn cho thêm một lớp clear cover nó lại thì mấy anh chị cứ cho. Còn trong trường hợp mà nó ngắn quá mấy anh chị cover không được, mấy anh chị lấy cái chai số 2 nè ha, mấy anh chị sơn một lớp mỏng trên này cho em. Đó, sơn lên. Lý do tại vì á, khi mà deep up là trên cái phần bề mặt đây nó không có cái kết dính ở trên này hết á, nó chỉ là sơn glue giống như bám thôi, cái bột pigment của mình nó chỉ bám thôi, nó không có kết dính, chưa tạo được kết dính hẳn luôn. Và mấy anh chị cho số 3 vô, tại vì đôi lúc mình đâu có biết được đâu, tại vì cái này còn vô thời tiết nè, cho cái do cái này cái kia nữa ha, thì nó sẽ tạo nên deep, tạo nên là hạ lớp bột màu pin và ombre pastel. Không nha em, trong collection là 200 màu, nó không có 7 nha em. Dạ, yeah. Khi mà hồi xưa lúc mà Christine mới ra CL nó có một cái gọi là sweet lớp á em, nó bị thôi, nhưng mà sau này là Christine sửa nó rồi, tức là thay cái pigment khác là nó không có bị nữa nha, theo lì nha. Dạ, yeah. Rồi xong hết mình sơ một lớp số 2 lên trước khi là mấy anh chị cho activator số 3 vô, tức là mình sơn cho nó khô nè, chờ cho nó khô chút xíu đã rồi mấy anh chị mới cho vô. Cái này trong trường hợp móng ngắn khách không muốn dày nha. Nếu mà khách mà cái độ dày nó ok, mấy anh chị cho thêm một lớp mỏng lên giùm em. Kiểu giống vậy nè, mấy anh chị nhúng lên. Lấy lên liền nha. Nhúng lên, nhúng xuống lấy lên liền thì cái tình trạng mà nó bị nứt nó sẽ không còn nữa ha. Tức là lúc này đây là mình đã tạo được cái độ kết dính rồi. Mình đã tạo được cái độ kết dính cho những cái móng của mình rồi. Đúng không mấy anh chị? Tại cái bột đó, nó cần cái kết dính giống như tạo khối vậy đó, thì nó xác suất là nó bị nứt thì nó sẽ không có nhiều, cho mỏng thôi, nhúng xuống, xuống lấy lên liền. Tại vì cái móng mà nó còn đủ khả năng thì mấy anh chị nhúng clear vô giùm em. Còn móng mà mỏng nó dày quá rồi không có đủ khả năng á thì mấy anh chị là cho cái số 2 lên thôi. Chờ cho nó khô chút xíu thì mấy anh chị cho thêm cái activator lên là được. Còn cái móng này là trong cái khả năng là mình có thể là cho thêm một lớp clear nè. Mấy anh chị sơn 95% nè. Đó, mỏng thôi nha, sơn mỏng thôi nha. Lớp này là cũng cần rất là mỏng, tại vì mình chỉ cần một lớp mỏng thôi là nó đủ để bảo vệ cho cái phần màu và cái phần mặt móng của mình rồi. Bên này đó, sơn này 95%. Và khi mà mấy anh chị gặp vấn đề gì, mấy anh chị cứ nhắn vô cho công ty nha mấy anh chị. Đó, tại vì sao đôi lúc mình làm á, nó xảy ra những cái trường hợp mà mình không nghĩ tới, đúng không? Thì mình sẽ nhìn những cái vấn đề đó và mình sửa thôi mấy anh chị. Dù kiểu mà khi mà mình làm bất cứ gì, giống như mình đang build tiệm, mình mới build tiệm đúng không? Thì khách á, mà góp ý cho mình á, mình càng cảm ơn nữa mấy anh chị. Không, để mà cái tiệm của mình nó càng ngày càng tốt hơn. Đó, này ha, hai ngón này nè, là của xin sơn giống vậy cho khô nè. Đó, mình có hai giao diện cho mấy anh chị ha. Làm như vậy là bảo đảm anh chị không có bị nứt đâu. Còn á, tại vì trong tiệm của mình thợ thì nhiều, đôi lúc mấy anh chị biết không, tiệm thợ thì nhiều. Tại vì sao biết không, mình cũng là từ cái feedback của thợ thôi, nhưng mà mình đâu có biết là mấy anh chị thợ làm sao có đủ bức hay không. Đó, nên thành ra là mỗi người nó sẽ có bức khác nhau là như vậy. Đó, sau đó mình mới cho cái số 3 vô, activator vô này mấy anh chị. Sơn lên. Tại cô xin làm theo cái này nè, và học viên của mình làm không ai bị vấn đề gì hết nha mấy anh chị. Nhưng mà phải làm giống như vậy, nên là mấy anh chị mà mới bắt đầu làm deep á, mấy anh chị cứ làm giống vậy đi. Tại vì đừng để cho khách đó nó bị nứt xong hả, nó tới complain mình. Tại vì mình thật sự mình không biết được luôn á. Đôi lúc có những cái nguyên nhân mà từ cái deep tới mình không biết lý do tại sao luôn, không hiểu lý do tại sao luôn. Có thể là do thời tiết hay là sao vậy đó, mình không biết được. Không, khi mà nó khô giống vậy nè, đó, mình cho activator lên. Cái này là mình sơn số 2, không có để clear ha. Rồi, bắt đầu mình sẽ dùng xếp lại. Thấy khô, khô nhanh không? Khô rất là nhanh ha. Mình cho một lớp mỏng thôi, vừa đủ thôi, chạy đều trên cái phần mặt móng của mình. Đó, rồi sau đó mình sẽ dũa. Và khi mà mấy chị xài cái chai này nè, nếu mà có cách nào khác em nên thông báo cho hãng biết
Tại vì đôi lúc đó thì hãng làm nhưng mà mình cũng ngờ tới cái vấn đề đó giống vậy á, thì mình nên á là thông báo cho hãng khác cái tình trạng cái sản phẩm nó là như vậy để hãng có hướng là giải quyết và khắc phục nó đó. Nên thành ra là đôi lúc đó mình giống như mấy anh chị không để ý thôi, chứ thật sự mấy anh chị ha, khi mà mua make up, tại vì biết sao không, cái phấn mà Christine cũng vậy nè, mình mua phấn make up giống như là mình xài cái hộp này, mấy anh chị xài ít thì nó không để ý, thường đa số mình xài cái hãng này xong nó đợt sau mình xài hãng khác mình không có review lại đúng không, mà có trường hợp là Christine review lại cũng là cái màu đó, cũng là cái số đó, cũng là cái hãng đó, nhưng mà cái màu nó bị khác một chút xíu. Nên ra cái vấn đề thì exactly thì tất nhiên là cũng khó lắm mấy anh chị. Và cái màu mà nó bị giống vậy em cứ liên lạc với hãng để hãng có cái hướng khắc phục. Tại vì đôi lúc á xài á, giống như mình hay làm trong tiệm á, thì khách của mình á khi mà nó đi á nó quay lại mới biết. Còn khi mà mình thử một cái sản phẩm, có một số sản phẩm á mình thử lên thôi nhưng mà mình không có để thời gian đó, kiểu mà ý á mấy anh chị. Nên thành ra là xảy ra vấn đề đó mấy anh chị cứ cho hãng biết để hãng là có hướng khắc phục đúng không. Nên cái đó là hãng rất là cảm ơn mọi người luôn á đó. Đó mình dụ nè, dụ cho nó thẳng nha. À, tròn nè, mình dụ cho nó tròn nó dạng nha mấy anh chị. Màu rất là xinh ha mấy anh chị. Và thường đa số thì á, mình làm mấy anh chị dụ trước khi dip nè. Thì như vậy tới khi mà mình dụ lại mình chỉ dụ cho nó đều thôi, chứ mình không có dụ bị mất bột không. Còn nếu mà nó bè đôi lúc mình làm á mà xếp nó không có gọn á, tới khi mà mình dụ xếp nó mình dụ nhiều quá thì cái màu nó sẽ có chỗ nhạt, đậm chỗ nhạt. Nên lý do tại sao khi mà mình làm dip nó không có bọc đầu móng là vậy đó mấy anh chị. Mấy anh chị ơi share giúp em nha. Và số phone công ty là 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-8688 nha mấy anh chị. Nên mấy anh chị lưu số phone vô giùm em ha. Còn số phone đăng ký lớp học là 714-804-9818 nha. Thường đa số khi mà xin đăng cái số phone á đều có những số phone đó là của công ty á. Nên thành ra là khi mà anh chị gọi á là đúng số phone đó là số phone của công ty nha mấy anh chị. Số phone 714-804 nè. 9918, 714-804-9948. Mấy anh chị thấy những cái số phone 714-804 không? Đây là những cái số phone của công ty nha mấy anh chị. Đó thì á tại thường á đa số thì mấy anh chị cứ gọi đúng số là được rồi. Hai bên và lịch cho tháng 8 là từ cơ bản tới nâng cao là 14, 15, 16 nha mấy anh chị. Tại gần rồi nha mấy anh chị ha. Để xong hết này đi là Christine chia sẻ chút xíu, tại vì có mấy anh chị là nhắn tin cho Christine đó về cái những cái show ca nhạc đó là Christine không có bán vé. Không có bán vé nhưng mà Christine rất là vui khi mà mình đồng hành nha mấy anh chị. Và Christine khi mà anh chị cần thắc mắc gì cứ nhắn tin cho Christine. Christine sẽ cho số phone anh chị book vé. Và hiện tại là cái show kỷ niệm 30 năm á là còn một show nữa tại North Carolina vào ngày 28 tháng 7 ha. Tại cái casino Hara Casino ở trên đó, anh chị nào gần á là mình tranh thủ mình book vé sớm để mà mình tham gia buổi ca nhạc. Rất là nhiều ca sĩ hay luôn mấy anh chị. Số phone để book vé ca nhạc đều xin coi nha. Tại vì thấy nó sạch không? Nó không bị mất bột nữa nha mấy anh chị. Anh chị mà nào mà làm dip á, làm nếu mà mình biết chạy máy, mấy anh chị nên chạy đó. Biết sao không, chạy nó sẽ đẹp hơn nữa và nó sạch hơn nữa, chứ còn người khách đó nó cũng đẹp hơn nữa mấy anh chị. Tới khi mà nó mọc ra phần này nó mỏng lắm. Không, nó mỏng mà nó không có dày. Không phải mỏng lắm, ơi là mỏng lắm, nó vừa đủ để khi mà mọc ra nó không thấy cái đường nối, nó không thấy cái đường đường mất á. Và có một cái nữa là khi mà mình dip clear mấy anh chị không có sợ là mình dụ bị bay màu. Đôi lúc mình chạy mặt móng cho nó mịn đó, mấy anh chị không có sợ là nó bị bay màu. Mấy anh chị thả cho em một cái like nha. Phát mấy người bạn của mình vô, anh chị nào cần phần dip
này đít móng ngắn, này lấy cỡ 55 đồng. 55 á, tại vì có dáng móng mà. Thường đa số là đít đó, cách của mình đít nó nhẹ lắm. Cách nào mà thích đít là nó không có làm qua cái bột đâu. Nó làm quen đít là nó không có làm bột được. Tại vì cái đít bắt khi mà mình đeo như cái sơn treo vậy, nó không hề nặng, nó không hề nặng, nó không hề nặng nha. Nó đeo mà nó comfortable lắm. Kiểu mà đít lên sao cũng được. Còn khi mà mấy anh chị mà bắt đầu làm bột á, mấy ngày đầu nó nhức nhức đúng không? Tại cái bột nó bị nó cứng lại ha. Còn khi mà mình làm đít á thì bình thường. Đêm đít thì nó không có cái giống vậy. Tại vì đít á là cái glue nó khô liền tại chỗ luôn. Kiểu mà cảm nhận riêng thôi nha. Khi mà mình làm á như mình đang đeo cái nail vậy đó. Xong hết mình bóp phờ nha mấy anh chị. Nếu mà anh chị nào mà sơn tóc treo là mấy anh chị phải bóp cho nó thật sạch cái activator nha. Hôm nay thì mình sẽ sơn cái tóc số 4 này. Mình làm y chang cái phần dip của mình, không thay đổi. Để cho mấy anh chị mà mới bắt đầu á, đôi lúc mấy anh chị sẽ bị gọi là gì ta, hơi bị lộn á, cái step mình. Hôm nay thì mình sơn cái số 4 luôn. Số 4 của mình khô, nó khô nhanh mà gọi là gì ta, nó bóng lắm mấy anh chị. Rồi sau mình đi số 4 là lớp đầu tiên nè. Lớp đầu tiên mình sơn mỏng, sơn đều ha. Cái này mình đi top dip số 4. Khi mà mình sơn cái lớp đầu tiên, lớp thứ hai mình sơn là khi mà cái bề mặt nó được khô giống vậy nè, mấy anh chị thấy chưa? Đó, nó kiểu mà nó mát á, không phải là nó chưa có khô hẳn đâu nhưng mà nó mát, nó trở nên mát thì mình đi lớp thứ hai được nha. Thank you mọi người nha. Thank you cả nhà rất là nhiều, thì cô xin có cái gì á là mình chia sẻ ở trên này. Cô xin cũng hy vọng là mấy anh chị làm đẹp hơn, tốt hơn thôi. Chứ mình cũng từng đi làm thợ mà mình cũng làm chủ mấy anh chị. Thì có gì mình chia sẻ cái đó. Anh chị nào học qua lớp đắp bột cơ bản của mình biết á, là cô xin nó chia sẻ trên live sao là ở trên dưới lớp của mình cũng vậy hết á. Nhưng mà chỉ có cái là ở trong cái lớp á là cô xin khó hơn. kiểu mà hình dung là mình rất là khó tính luôn á. Kiểu mà tại cô xin cũng muốn là mấy anh chị là làm được không, tới lớp là phải bắt buộc là phải làm được rồi mới về được. Nếu không á là cô xin nó trong lòng cũng không có vui nữa, không có cứ nghĩ tới hoài luôn á mấy anh chị. Chứ vô tới đây là xin nó với sang đi liên tục luôn. Hay là những thầy giáo của mình á, năm Anaconda Garden Road 92841 nha. CL Nail Supply tại địa chỉ là 9872 Westminster, Sussex.